Thưa quý vị và các bạn, chợ phiên vùng cao từ lâu đã trở thành điểm nhấn văn hóa, nơi mua bán, gặp gỡ, giao lưu của đồng bào. Và trong những ngày cận Tết, các phiên chợ xuân ở vùng cao Lào Cai lại càng trở nên rộn ràng hơn với nhiều mặt hàng đa dạng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của đồng bào các dân tộc. Phản ánh tại chợ Tết vùng cao Simacai. Để lựa chọn được thịt lợn tươi ngon cùng các thực phẩm khác, đảm bảo đa dạng các món ăn trong những ngày Tết, từ sáng sớm, chị Lùng Thị Liên ở xã Nàn Sán cùng con gái đã đến chợ Xuân Simacai để mua sắm. Năm nay hết dịch bệnh rồi nên ai cũng đến mua thịt, mình phải đi sớm. Nhà mình mua thêm 20 kg thịt để mang về chế biến nhiều món ăn hơn và cũng mua thêm vài con gà. Không chỉ đa dạng các mặt hàng thực phẩm như thịt lợn, gà, cá, ngan, các mặt hàng nông sản do chính bà con tự trồng cũng được mang đến chợ Xuân trao đổi buôn bán. Bên cạnh đó, những dụng cụ phục vụ cho các trò chơi dân gian dịp Tết đến xuân về như vượt đánh én, tủ lu, dây dù cũng chỉ chợ Xuân mới có. Sáng nay mình mang 30 cái tủ lu đến chợ, một cái mình bán 50.000 thôi, bây giờ cũng bán gần hết rồi. Bán được tiền thì mình lại đi mua thịt, mua kẹo cho các con ăn Tết. Tại các gian hàng quần áo, từ trang phục dân tộc truyền thống đến cách tân đều rất phong phú, rực rỡ sắc màu, thu hút nhiều người mua, đặc biệt là các bà, các chị em gái đi sắm cho mình và gia đình những bộ đồ mới để diện Tết. Người Mông thì mỗi năm chỉ được mua một lần quần áo mới, nên Tết năm nay con sẽ vui và sẽ học thật giỏi để ba mẹ vui. Trong cái năm nay thì hết dịch bệnh, tất cả những cái đồ dùng mang cái bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao, đặc biệt như Simacai thì bà con thì rất là phấn khởi nhộn nhịp đến để chuẩn bị cho những cái trang phục rồi những cái đồ dùng gọi là về để làm cho Tết cổ truyền. Nhộn nhịp đông vui, cả người bán người mua đều vui tươi phấn khởi, một cái Tết no đủ hơn, ấm cúng hơn đang đến với đồng bào các dân tộc vùng cao Simacai.